Đừng quay lại luôn nè. Mặt chim. Anh sẽ quay trộm, quay một tí phòng slam của nhà, của nhà ông Sen. Bí mật các bạn nhớ nhặt nhạnh. Nhặt nhặt nhạnh xong nó là về làm slam nhá. Cô bé nào, nhanh lên cho các bạn nào. Đây là một cái túi rất là xinh xắn, túi đồ mà Sunny đã đặt order từ tiệm phô mai. Tiệm phô mai là tiệm gì? Không phải là tiệm người ta bán phô mai dành cho Tom và Jerry đâu các bạn ạ. Mà trên Instagram tiệm phô mai này, đây là cái Instagram Sunny sẽ để màn hình đây. Các bạn có thể order rất là nhiều đồ xinh đẹp đấy từ Quảng Châu. Và chủ shop chính là cô bạn tóc xù Hà Phương Anh Nhi. Hà Phương Anh Nhi là một cô chủ của thương hiệu slam Hà Phương Anh Nhi rất là nổi tiếng. Các bạn có thể theo dõi bạn ấy trên Instagram luôn. Bây giờ Sunny sẽ unboxing trong này có cái gì nha. Thì Sunny đã đặt thử bạn ấy order một món đồ. Đó, cái này bẩn tay màu vàng. Rất là xinh, gói hàng đẹp lắm mọi người ạ. Gói mà nó cứ đẹp cái gì ấy. Mà lại còn bảo vệ môi trường lắm. Các bạn ạ, chưa có sắp nào dùng đồ giấy đâu. Mộng mơ chịu nha, phải màu tím, màu tím liệm này nghe. Tím liệm đó. Màu tím liệm nó dày. Nặng vãi, chơi nặng mọi người. Nặng thử, mà thử xem có rộng không. Tôi thấy oversize, càng rộng càng tốt. Không rộng là chả để phải rộng cơ. Đây là hiệu gì? Mốt xe, cái nữ hoàng mốt. Tôi là không đọc cái gì ra. Nhiều cái nóng đấy, mặc nhiều cái đang đang rất là ấm. Mặc vào sợ đẹp quá. Mày cổ, mày cổ. Nhà tắm, tại vì mặc, tại vì mặc nhiều đồ. Qua có thể là cổ trung tập với những cổ Gucci không? Đồng quay cả lại luôn về. Con đi tất cả. Sao mọi người có đừng. Gucci. Không hiểu. Nhìn sát sần giống như của bộ sưu tập của Gucci không mọi người ấy? Hả? Cái ghế tao mày. Mặc luôn này nữa. Thế bỏ cái áo đỏ ra, mặc cái áo chín đi vào trong. Vì đây là bạn nào, nếu bạn nào có nhu cầu muốn đặt là những cái áo xinh xắn, những cái đầm xinh xắn, áo sweater hay là hoodie hay gì đó được. Nói chung là các bạn muốn tự tin khoe cá tính. Tết này các bạn đã sửa soạn một tâm hồn đẹp rồi, nhưng mà bạn chưa sửa soạn được những cái đồ đẹp như thế này thì Tết này vẫn là thiếu nha các bạn. Và ngoài ra bạn nào có nhu cầu order cả đồ thuốc cưng thì cũng có thể liên hệ với bạn Hà Phương. Nhìn nhá. Trời ơi, cưng là Berry. Cũng ý bắt xài. Berry bán đôi thuốc cho chó. À, Berry bán đôi thuốc cưng à? Ừ. Selfie, selfie. Giơ tay lại nha. Xin chào cô chú, xin chào các bạn. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Mặt chim. Và bây giờ thì Sunny sẽ quay trộm, quay một tí phòng slam của nhà ông Sen. Quay trộm. Chúng ta sẽ quay để xem là trong này có cái gì bí mật, các bạn nhớ nhặt nhạnh. Nhặt nhạnh xong nó là về làm slam nha. Trong này có nhiều đồ hay ho lắm. Cái gì đấy? Không có gì. Mày em tự quay mình thôi mà, mày em tự quay mình. Vợ chúng ta đang có sao vậy ơi. Đây là ốc xanh shop và đây là sắn. Sắn mặt trang phục truyền thống Tết. Không thấy bắt dài. Bây giờ thì thì chúng ta sẽ em làm gì đâu. Đây chính là nhà ốc sen đang làm sao mọi người ạ. Thơm vãi mọi người ạ, thơm quá đến mức trời. Nhìn cứ như là nhà cái lò bánh mì ha, lò chế biến bánh ra phòng. Đây gì đấy rồi mọi người ơi. Đây là sinh nhật con mới. Happy birthday Bea gì? Happy birthday bé gì? Happy birthday, happy birthday, happy birthday, bé. À, chúc mừng sinh nhật.
我们不一样。 Kia là siêu nhiều nguyên liệu. À, không đi ấy nó. Cuối cùng thì nhân vật Đây là sang Berry, còn đây là bạn bất đây cách Berry, còn đây là Berry. Bây giờ mọi người đang set up để chuẩn bị chụp bức ảnh kỷ niệm. Đây là concept của Copy. Slam Berry và Slam Copy Kit. Tự nhiên tóc này thế này, có tóc này là như thế này. Nhìn. Đấy, như này. Đây là tóc của cậu Sam. Tóc của Sam. Tóc này tóc của Sam. Đổi đi đổi lại. Xin chào cô, Yeah.